Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ và quá trình hội tụ gió trên độ cao khoảng 5.000m vẫn còn duy trì. Do vậy, mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, nhưng tập trung nhiều hơn vào chiều tối và đêm ở khu vực các tỉnh vùng núi Tây Bắc hay là tại các tỉnh ven biển phía Đông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì trong khoảng từ 30-33 độ. Từ ngày mai mùng 2 tháng 8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh, nhiệt độ theo đó có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, đến đêm ngày 4 tháng 8, hội tụ gió trên độ cao lại được thiết lập trở lại sẽ tiếp tục gây ra một đợt mưa nữa cho Bắc Bộ, kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Mưa dông cũng đang gia tăng ở các tỉnh miền Trung. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào tới Quảng Bình, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên chiều tối nay vẫn có mưa rải rác. Trong khi đó, mưa ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Phú Yên lại chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đưa mây ẩm từ Tây Nguyên sang, nên mưa xuất hiện nhiều hơn cả về diện và lượng. Còn trong ngày trời vẫn còn nắng với mức nhiệt cao nhất dao động từ 32 cho tới 35 độ. Một số nơi vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có thể lên trên 35 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình và ổn định, đồng nghĩa với những cơn mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục duy trì cả về diện và lượng. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ sáng đến chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết phổ biến tạnh giáo có nắng nhẹ, nền nhiệt ngày cao từ 28 tới 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 tới 33 độ ở khu vực Nam Bộ. Đến chiều và tối nay, mưa rông sẽ lại xuất hiện nhiều hơn ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo mưa rông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trên biển, từ khoảng ngày 6 tháng 8, trên khu vực giữa Biển Đông sẽ hình thành một rãnh áp thấp. Trên rãnh áp thấp này sẽ hình thành một vùng áp thấp. Dự báo đến 15 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 15 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Trong 24 đến 18 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc và có thể mạnh thành bão số 2 với tên quốc tế là Mulan, tên do Trung Quốc đặt. Tuy nhiên, do thời gian dự báo còn xa nên trong những ngày tới, diễn biến của bão có thể sẽ còn thay đổi nhiều. Vì vậy, vẫn cần theo dõi thêm để có thể khẳng định chính xác về cường độ và hướng đi của bão.